đem tất cả pháp vào một pháp môn mà chẳng trái nhau trong bất khả thuyết kiếp nói không cùng tận vô ngại dụng đem tất cả pháp đều vào phật pháp khiến các chúng sinh đều được ngộ hiểu vô ngại dụng biết tất cả pháp không có bờ mé vô ngại dụng biết tất cả pháp không bờ mé chướng ngại giống như lưới huyễn vô lượng khác biệt trong vô lượng kiếp vì chúng sinh nói không cùng tận vô ngại dụng, đó là mười. Phật tử, Đại Bồ Tát có mười thứ thân vô ngại dụng, những gì là mười, đó là đem tất cả thân chúng sinh vào thân mình vô ngại dụng, đem thân mình vào thân tất cả chúng sinh vô ngại dụng, tất cả thân chư Phật vào một thân Phật vô ngại dụng, một thân Phật vào tất cả thân Phật vô ngại dụng, tất cả cõi vào thân mình vô ngại dụng dùng một thân khắp cùng tất cả pháp giới ba đời thị hiện chúng sinh vô ngại dụng nơi một thân thị hiện vô biên thân nhập tam muội vô ngại dụng nơi một thân thị hiện thân đồng số chúng sinh thành tránh giác vô ngại dụng nơi tất cả thân chúng sinh hiện một thân chúng sinh nơi thân một chúng sinh hiện tất cả thân chúng sinh vô ngại dụng nơi thân tất cả chúng sinh thị hiện pháp thân nơi pháp thân thị hiện tất cả thân chúng sinh vô ngại dụng đó là mười phật tử đại bồ tát có mười thứ nguyện vô ngại dụng những gì là mười đó là dùng nguyện của tất cả bồ tát làm nguyện của mình vô ngại dụng dùng nguyện lực của tất cả chư Phật thành Bồ Đề thị hiện tự mình thành chánh giác vô ngại dụng. Tùy sự giáo hóa chúng sinh tự mình thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề vô ngại dụng trong tất cả vô biên tế kiếp. Đại nguyện chẳng dứt vô ngại dụng, xa lìa thức thân, chẳng chấp trí thân, dùng tự tại nguyện hiện tất cả thân vô ngại dụng, xả bỏ thân mình, thành tựu viên mãn nguyện người khác vô ngại dụng giáo hóa khắp tất cả chúng sinh mà chẳng bỏ đại nguyện vô ngại dụng nơi tất cả kiếp hành Bồ Tát hạnh mà đại nguyện chẳng dứt vô ngại dụng nơi một lỗ chân lông hiện thành chánh giác do nhờ nguyện lực khắp cùng tất cả cõi nước chư Phật nơi bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới vì mỗi mỗi chúng sinh thị hiện như vậy vô ngại dụng nói một câu pháp khắp tất cả pháp giới, nổi mây đại chánh pháp, chiếu soi ánh chớp giải thoát, chấn động tiếng sấm thật pháp, mưa xuống vị mưa cam lồ, dùng sức đại nguyện thấm khắp tất cả các cõi chúng sinh vô ngại. Đó là 10